anh hả? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, quý vị chúng ta vừa đến với một nhạc khúc rất là dễ thương, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Và quý vị thấy cặp đôi này như thế nào ạ? Diễn rất là sâu và rất là tình, đúng không quý vị? Một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho